Ngài Maha Kachinjian biện tài vô ngại, mỗi lần tranh biện đều thắng ngoại đạo, chấp đoạn chấp thường, khiến cho họ tâm phục, khẩu phục mà tiếp nhận sự giáo hóa của Phật. Vị tôn giả này còn có một tên là Phiến Thằng. Vì khi ông ra đời không bao lâu, cha ông chết, bà mẹ muốn cải giá, nhưng vì có đứa bé như sợi dây níu bà lại không dứt được. Ngài còn có một tên là Hảo Kiên, vì vai của Ngài nở nang phi thường, nhìn rất đẹp mắt. Ngài lại còn một tên là Tư Thắng. Tên này bắt nguồn từ tư tưởng linh lợi biện tài vô ngại của Ngài. Vì Ngài có đầy đủ bốn thứ vô ngại biện tài nên trong hàng đại đệ tử của Phật được tôn xưng là nghị luận bậc nhất. Bốn biện tài vô ngại là: một, pháp vô ngại biện, tức là biện tài thông đạt, tên gọi các pháp phân biệt không vướng mắc. 2. Nghĩa vô ngại biện, biện tài rõ biết lý của các pháp, thông suốt không trở ngại. 3. Từ vô ngại biện, biện tài thông hiểu các thứ ngôn từ tùy ý diễn nói. 4. Nhạo thuyết vô ngại biện, biện giải nghĩa của các pháp, viên dùng không vướng mắc, giải nói cho chúng sanh một cách tự tại. Maha Kauhila, Ngài là cậu của tôn giả Xá Lợi Phất. Kauhila là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là Đại Tất. Vì là người có đầu gối lớn nhất trong gia đình, cho nên gọi là Đại Tất. Ngài là người giỏi biện tranh. Do muốn luận thắng cháu mình, nên Ngài đến Nam Ấn Độ học kỹ thuật biện luận và học các thứ pháp của ngoại đạo, đến nỗi không có thời gian để cắt móng tay. Vì thế móng tay dài ra rất dài, mọc ra rất dài, người ta mới gọi Ngài là Trường Trảo Phạm Chí. Ly Bà Đa Trung Hoa dịch là Phỏng Tú, là ngôi sao thứ tư trong nhị thập bát tú. Tại sao Ngài có tên là Phỏng Tú? Vì Ngài là đứa con do cha mẹ cầu đảo nơi sao Phỏng Tú mà sanh ra, cho nên lấy tên sao đặt tên Ngài. Vị tôn giả này còn có một tên nữa dịch là Giả Hòa Hợp. Tại sao gọi là Giả Hòa Hợp? Bởi vì một hôm tôn giả đi dạo chơi ở bên ngoài, không ngờ trời lại tối, trở về nhà không kịp nữa. Vì đi dạo một ngày rất là mệt mỏi, Ngài bỗng gặp một cái nhà tạm nghỉ ở bên đường, liền vào đó nghỉ qua đêm. Đương lúc Ngài thiêu thiêu ngủ, có hai con quỷ, một lớn một nhỏ. Quỷ lớn thân hình rất to, mặt xanh môi đỏ, răng nanh to như ngà voi, chĩa ra ngoài chiếc miệng rộng hoác, xấu xí phi thường. Còn con quỷ nhỏ lại càng xấu hơn, mắt tai mũi lưỡi miệng gần như gom lại một chỗ, thật là khó nhìn. Con quỷ lớn ấy vác một cái thây ma đến hỏi Ngài Ly Bà Đa: hai đứa tôi ăn cái thây ma này được không? Nếu Ngài Ly Bà Đa nói được thì hai con quỷ sẽ nói: chúng tôi chỉ muốn ăn thịt ông thôi. Nếu như nói không được thì hai con quỷ sẽ không có gì để ăn và cũng đòi ăn thịt Ngài. Bất luận là Ngài nói thế nào, hai con quỷ cũng đều muốn ăn thịt Ngài cả. Vì thế Ngài không trả lời là ăn được hay không. Tiếp theo con quỷ lớn xé ăn cặp đùi của thây ma, con quỷ nhỏ bèn dứt cặp đùi của Ngài Ly Bà Đa đem giáp vào thân thây ma ấy. Ăn xong cặp đùi, con quỷ lớn lại ăn tiếp hai cánh tay, con quỷ nhỏ lại dứt hai cánh tay của Ngài Ly Bà Đa đem giáp vào thân thây ma. Cứ theo đà đó, con quỷ lớn lại lần lần nuốt hết cả khúc mình của thây ma, và con quỷ nhỏ lại đem khúc mình của Ngài Ly Bà Đa giáp thế vào đó. Vì thế Ngài Ly Bà Đa mới nghĩ rằng: bây giờ ta không còn thân thể nữa, vì toàn bộ thân thể đã giáp vào thây ma rồi. Ngày thứ hai, Ngài Ly Bà Đa phát điên, chạy tràn trên đường, gặp ai cũng nói: tôi không có thân thể nữa sao? Người ta không biết là Ngài hỏi cái gì, rốt cuộc cả thôn xóm đều không dám gặp Ngài, nhưng Ngài cứ tiếp tục hỏi nữa. Về sau gặp hai vị hòa thượng, Ngài cũng hỏi: tôi có thân thể không? Hai vị sa môn này là người đã chứng quả A-la-hán, thấy nhân duyên của Ngài Ly Bà Đa đã thành thục, hôm sau sẽ chứng được pháp thân, bèn trả lời rằng: thân thể mà ông nói vốn là nhân duyên hòa hợp, cũng không có cái nào là ông, cũng không có cái nào chẳng phải là ông. Câu nói ấy làm cho Ngài khai ngộ và xuất gia chứng quả, nên tên của Ngài là Giả Hòa Hợp.